Hai chị em bà Raba và Rafa Hamadala bắt đầu công việc kinh doanh của mình cách đây 50 năm sau khi nhìn thấy những người phụ nữ bán hàng rong trong một chuyến đi đến Italia. Mặc dù hồi đó, phụ nữ Syria đều ở nhà chăm sóc gia đình và việc họ đi làm không được coi là điều bình thường, phổ biến ở Syria. Tôi trở về với ý nghĩ rằng mình phải làm những gì họ làm. Tôi cảm thấy họ tiến bộ hơn. Vì vậy tôi gặp bố tôi và nói với ông rằng tôi muốn mở một cửa hàng. Nhưng ông lại cho tôi tiền để tôi ở nhà và tôi đã từ chối. Tôi đã khóc và muốn mở cửa hàng. Tôi không muốn tiền. Việc mở cửa hàng rất quan trọng với tôi dù hồi đó cha tôi làm ăn được. Quyết tâm theo đuổi mong ước của mình. Giờ đây, hai chị em bà Hamadala đều đã trở thành những nghệ nhân bậc thầy về thêu tay ở Syria. Sheikh Anka chỉ nghệ nhân lâu đời nhất trong ngành. Có thể sẽ có những người giỏi hơn chúng tôi xuất hiện trong tương lai. Điều đó sẽ không làm chúng tôi buồn, nhưng họ sẽ không phải là những người đầu tiên trong nghề. Bên cạnh đó, chúng tôi đã được truyền nghề này từ tổ tiên. Cụ nội của tôi cũng làm nghề này.